Chào mọi người á. Nãy em có cơ xích này, lên cơ xích đây. Hôm nay dòng gơ á, làm rồi đấy. Làm rạp ngược á. Nay đã vệ sinh sạch sẽ đây. Hoạt động trơn tru. Trong này là gơ 300 AV á. Trong này thì chuẩn Nhật đây. Dòng gơ có mất xuống. Nay vỏ nhựa làm nhóm xích chuột, nó làm của nó là làm 35 á, tổng dài từ 35 đó, chặn tay cầm. Nắp nhựa nặng 3,5 kg đó, có giảm sốc. Nay về mẹ cắt cùi á, mẹ canh nhánh gia đình đó. Nhẹ mà dễ nổ, dòng này chuẩn Nhật á, chuẩn mắc in da bắn á. Dòng gơ xin đau quá. Rồi nay em để lâu ngay đây, mảnh kèo lé đó. Kèo lé những cỏ vụ bơm đó, những cái mấy cái bật công tắc lên rồi mình giật đó, giật cho nó hò rồi nha. Đậm lẻ lại đó. Khi mà nó nổ rồi thì dễ lắm, giật cái nó nổ à. Con này giá 1,5 triệu, 1,550,000 bao ship á, nhược đã đầy đủ á, nhược làm ra đầy đủ á. $1,550,000 bao ship rồi. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ em á.